mối quan hệ Việt-Mỹ, 10 năm đối tác toàn diện và sự phát triển. Thế là nhận xét của Đại sứ Phạm Quang Vinh, anh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ và là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khi trả lời câu hỏi từ thanh niên. Ông đã được hỏi về đánh giá về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trong thập kỷ qua, đặc biệt sau khi hai bên thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện. Việc hai quốc gia chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013 đã mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lần đầu tiên kể từ năm 1995, khi quan hệ ngoại giao được thiết lập, hai nước đã thiết lập một cơ chế hợp tác rộng và bền vững. Trong 28 năm quan hệ thường trực giữa Việt Nam và Mỹ, thập kỷ qua đã chứng kiến nhiều bước tiến quan trọng và nhanh chóng. Đáng chú ý là sự thường xuyên thăm viếng cấp cao giữa hai bên. Tháng 3 gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Những chuyến thăm này đã đóng góp quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là thể hiện rõ các nguyên tắc cơ bản của quan hệ như độc lập, tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Điều này đã tạo nên cơ sở vững chắc để tăng cường niềm tin và phát triển mối quan hệ lâu dài. Cùng với đó, quan hệ kinh tế song phương cũng phát triển mạnh mẽ, không màng đến những thách thức của tình hình thế giới và khu vực. So với năm 2013, khi kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, con số này đã tăng lên hơn 123 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, tăng trưởng gấp hơn 4 lần sau 10 năm. Đặc biệt, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất cho Việt Nam, vượt qua mức 100 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn và công ty lớn của Mỹ hoạt động tại Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước. Hiện nay, Việt Nam cũng tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, IPEF, tạo cơ hội cho mối quan hệ thương mại giữa hai bên phát triển bền vững và chất lượng hơn. Hợp tác Việt-Mỹ, 10 năm đối tác toàn diện và tương lai hứa hẹn. Hợp tác giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực khác như an ninh quốc phòng, giáo dục, du lịch, khoa học công nghệ cũng đã có nhiều tiến triển mạnh mẽ. Công việc khắc phục hậu quả của chiến tranh đã mang lại nhiều kết quả đáng kể. Cả hai bên thừa nhận tầm quan trọng của việc đối diện với quá khứ, hướng đến tương lai và hợp tác trên cơ sở tinh thần nhân đạo để hỗ trợ phát triển. Điều này rất quan trọng. Ngoài ra, việc hợp tác giữa hai quốc gia về các vấn đề khu vực và quốc tế cũng đã đóng góp vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam. Cả hai nước cùng nhau hợp tác trong việc xây dựng một khu vực hòa bình và ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế. Xem xét trong 10 năm qua, quan hệ giữa hai quốc gia không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn tạo ra đà tăng cường hợp tác trong tương lai. Cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden đã thể hiện, quan hệ hai bên đã phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian qua. Các bước phát triển đã phù hợp với lợi ích của nhân dân cả hai nước và cả cộng đồng quốc tế cũng như khu vực. Sự tôn trọng nguyên tắc chỉ đạo quan hệ như việc tôn trọng thể chế chính trị của nhau vẫn được khẳng định và mở rộng hợp tác vào các lĩnh vực mới, đặc biệt là việc thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi sạch để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, khi nâng tầm mối quan hệ, cả hai quốc gia có thể tăng cường hợp tác trong tương lai bằng cách tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững và đa dạng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, dựa trên nguyên tắc tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.